Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Chiến thắng của ông Trump khuyến khích sự phát triển các đảng cực hữu châu Âu. Chính giới Mỹ dậy sóng, ông Trump nêu lý do chọn Bộ trưởng Quốc phòng. Sự khác biệt của ông Trump trong cách tiếp cận đối với Ukraine Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày vừa qua, tổng thống đắc cử Donald Trump đang bận rộn định hình chính phủ mới với sự góp mặt của những gương mặt trung thành. Giới phân tích cho rằng thông qua mỗi lần bổ nhiệm, ông Trump muốn khẳng định cho thế giới thấy rằng chính quyền Trump 2.0 sẽ trở thành chính phủ cực hữu nhất từng điều hành nước Mỹ. Theo giáo sư quản trị toàn cầu Guaya từ Đại học IE Tây Ban Nha, chiến thắng của ông Trump sẽ tiếp thêm động lực và khuyến khích sự phát triển của các đảng cực hữu trên khắp châu Âu. Đồng quan điểm bà Guaya, nhà phân tích Xavier Carbonell tại Trung tâm Chính sách châu Âu cho rằng, thắng lợi của ông Trump sẽ tác động đến phe cực hữu châu Âu. Theo đó, một hiệu ứng bình thường hóa sẽ xuất hiện khiến cử tri châu Âu cảm thấy thoải mái hơn khi bỏ phiếu cho các đảng cực hữu, đồng thời vui khi lựa chọn những đảng này. Ngược lại, về cực hữu châu Âu có kết quả bầu cử Mỹ năm nay là một chiến thắng mà tác động của nó có thể lan tới lục địa già, theo đài Euronews. Các chính trị gia cánh hữu nổi bật ở châu Âu như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người bạn kiêm đồng minh quan trọng của ông Trump, Hay Thủ tướng Ý Melanie đã dành những lời ca ngợi chiến thắng rực rỡ của Tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Không chỉ vậy, nhiều đảng cực hữu ở châu Âu như đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức, đảng tập hợp quốc gia của Pháp đảng tự do cực hữu ở Hà Lan hay đảng anh em ý đều coi ông Trump là người dẫn đầu cho các phong trào của họ. Các đảng này muốn thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với ông Trump, từ đó họ sẽ được tiếp thêm động lực để lan tỏa và phổ biến các tư tưởng cực hữu tại lục địa già. Song song với đó, trong nhiệm kỳ lần này, các mục tiêu mà ông Trump đề ra trước chương trình nghị sự sâu rộng có thể dễ dàng đạt được hơn. Ông cũng có ý tưởng rõ ràng hơn về những gì ông muốn đạt được. Chương trình nghị sự của ông Trump vốn luôn có phần mơ hồ và sẵn sàng thay đổi có khả năng bao gồm việc bãi bỏ bộ giáo dục và biến giáo dục thành vấn đề của các bang, không phải của liên bang. Ông muốn chuyển quyền quản lý giáo dục về cho các bang. Chương trình nghị sự của ông Trump cũng sẽ bao gồm cam kết về việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm thuế, áp thuế đối với hàng hóa nước ngoài và cải tổ cơ cấu của chính phủ liên bang. Một số chính sách của ông sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện. Các chính sách khác có thể được thực hiện thông qua các xác lệnh hành pháp của Tổng thống. Đây là đặc quyền trao cho Tổng thống Mỹ. Hãng tin Sky News dẫn lời một cố vấn cấp cao của ông Trump nói rằng ông có thể sẽ ký một trong xác lệnh hành pháp vào ngày nhậm chức. Sức mạnh của quản trị là sự tự tin. Năm 2016, ông Trump không có sự tự tin đó. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông Trump khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp mãn nhiệm chào đón ông đến Nhà Trắng để chuyển giao quyền lực. Lần này, Ông Trump có sự tự tin tuyệt đối vì ông có màn trở lại gây tiếng vang nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gây bất ngờ khi lựa chọn Peter, người dẫn chương trình kỳ cựu của Fox News và là cựu chiến binh từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan, là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo các nguồn tin chia sẻ với đài CNN, việc ông Peter được chọn là một bất ngờ và nhận nhiều ý kiến trái chiều vì ông không nằm trong số những người được nhóm của ông Trump đánh giá cao cho vị trí này. Mặc dù có kinh nghiệm trong quân đội, việc lựa chọn ông Peter cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vẫn gây tranh cãi do ông không có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực này. Trước quyết định bổ nhiệm mới này, một quan chức quốc phòng nói với đài CNN rằng tất cả mọi người đều rất sốc. Một số cựu quan chức dưới thời Trump vẫn giữ liên lạc với các đồng nghiệp và thường xuyên cập nhật tình hình chuyển giao, cũng tỏ ra rất bất ngờ trước quyết định này. Một cựu quan chức cho biết Họ sốc và dự đoán sẽ có nỗ lực nhằm ngăn chặn ông ấy. Bên cạnh những ý kiến trái chiều vẫn có những người ca ngợi sự lựa chọn này của ông Trump và tin tưởng vào khả năng của vị bộ trưởng quốc phòng mới. Theo đó, tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã nói về lựa chọn gây bàn tán của ông cho vị trí bộ trưởng quốc phòng. Peter. Peter là người cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào chính sách nước Mỹ. Theo ông Trump, với Peter ở vị trí chỉ huy, quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước. Cũng theo ông Trump, cuốn sách gần đây của Peter World on Goddess, tạm dịch cuộc chiến trong những người lính, đóng một vai trò trong lựa chọn của ông. Cuốn sách tiết lộ sự phản bội của phe cánh tả đối với các chiến binh của chúng ta và cách chúng ta phải đưa quân đội của mình trở lại như xưa, trọng dụng nhân tài, có sức mạnh hủy diệt, có trách nhiệm giải trình và sự xuất sắc. Theo lời giới thiệu trên trang thương mại điện tử Amazon, cuốn sách với tên đầy đủ Đằng sau sự phản bội của những người bảo vệ tự do cho chúng ta, đứng vị trí số 1 sách bán chạy theo The New York Times. Không lâu sau khi ra mắt, Cuốn sách kết hợp những trải nghiệm chiến tranh của riêng tác giả, những câu chuyện phẫn nộ và cái nhìn sâu sắc về chuỗi chỉ huy phức tạp trong quân đội Mỹ. Ông Peter được giới thiệu là đã gia nhập quân đội để chống lại những kẻ cực đoan, để rồi bị quân đội gọi là một kẻ cực đoan. Hiện tại, đây chỉ mới là đề cử từ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Peter cần có sự phê chuẩn từ Thượng viện để chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước thời điểm ông Trump nhận chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1, 2025. Tại Washington, sau khi giành thắng lợi trong cuộc đua giành ghế tổng thống và chiếm đa số tại thượng viện, Đảng Cộng hòa đang trên đà giành được thế đa số tại hạ viện. Mặc dù quyền kiểm soát hạ viện vẫn còn phải chờ nhiều ngày tới để xác định, nhưng các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa sẽ làm việc dựa trên giả định rằng họ giành quyền kiểm soát, thúc đẩy các cuộc bầu cử lãnh đạo hạ viện và định hình các kế hoạch để đảo ngược hoặc đại tu phần lớn chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền tổng thống Joe Biden. Chủ tịch Hạ viện, Johnson Thành viên Đảng Cộng Hòa, nghị sĩ bang Louis Iana, cho biết Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện và Thượng Viện có nhiệm vụ thực hiện các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Johnson dự định sẽ dành cả tuần tại Mar-a-Lago, Florida để xây dựng chi tiết các kế hoạch sắp tới như các giảm chi phí, các giảm đáng kể các quy định về môi trường. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết ưu tiên hàng đầu của Quốc hội khóa 119 sẽ là thông qua các chính sách nhằm bảo vệ biên giới phía Nam một ứng cử viên hàng đầu để lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện tuyên bố rằng việc xử lý bộ máy quản lý là ưu tiên thứ hai của Đảng tại Quốc hội. Vấn đề đặt ra là ông Trump sẽ tìm cách định hình chương trình nghị sự như thế nào, ông Trump nhanh chóng nói rõ rằng ông muốn Thượng viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo phải tuân theo ý muốn của mình. Trong khi đó, các đồng minh của ông đã lớn tiếng ủng hộ Thượng nghị sĩ Rick Scott bang Florida cho vị trí lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Mặc dù bản thân ông Trump chưa xác nhận, trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ, những người vẫn khẳng định rằng họ vẫn còn một cửa hẹp để giành được đa số tại Hạ Viện, sẽ tập trung vào việc phê chuẩn càng nhiều thẩm phán càng tốt cho thời gian còn nắm thế đa số tại Thượng Viện. Dù kết quả kiểm phiếu cuối cùng chưa được công bố, song Đảng Cộng Hòa cũng đã có chắc chắn nắm quyền kiểm soát Thượng Viện với 52 ghế Thượng nghị sĩ. Như vậy, trong vòng ít nhất 2 năm tới, Đảng Cộng Hòa sẽ toàn quyền kiểm soát Nhà Trắng, nhánh hành pháp và lưỡng viện Quốc hội Mỹ, nhánh lập pháp. Theo kế hoạch, các tân hàng nghị sĩ và thượng nghị sĩ khóa 119 sẽ tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng 1, 2025. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, 2025. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã lựa chọn người dẫn chương trình Peter Hegseth trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp theo của Mỹ. So với nhiệm kỳ trước, ông Trump đã có sự thay đổi lớn về quan điểm người đứng đầu lầu năm góc cần phải là các tướng lĩnh. Mặc dù ông chưa hội tụ đầy đủ các yêu cầu để có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo lầu năm góc, nhưng ông là người ủng hộ trung thành cho ông Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên. Ngoài ra ông Hicks vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cơ bản để trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ theo hiến pháp là xuất thân từ giới dân sự và từng phục vụ trong quân đội ít nhất 10 năm. Theo hiến pháp Mỹ, vị trí lãnh đạo lầu năm góc do tổng thống đề cử với sự thảo luận và phê duyệt của thượng viện Mỹ. Ngoài ra, binh sĩ đang phục vụ trong quân đội không thể trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng. Điều này đã được Quốc hội Mỹ quy định trong luật an ninh quốc gia năm 1947, trong đó nêu rõ bộ trưởng phải được chỉ định từ giới dân sự. Cũng theo luật này, cựu quân nhân chỉ có thể đảm nhận vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sau 7 năm kể từ khi họ giải ngũ và từng có ít nhất 10 năm phục vụ trong quân đội. Ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay là đại tướng George Marshall năm 1950 trong thời chiến tranh lạnh. Quyết định bổ nhiệm ông Marshall của Tổng thống Mỹ Harry Truman đã phải nhận được sự thông qua đặc biệt từ Quốc hội Mỹ. Trong số 28 người từng đứng đầu lầu năm góc, có 7 người chưa từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Bên cạnh đó, chỉ có ít bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng có quân hàm tướng như nhiều người đồng cấp ở các quốc gia khác. Những người giúp sức cho bộ trưởng Bộ Quốc phòng như thứ trưởng và các thứ trưởng đặc trách cũng đều là những người từ giới dân sự. Sĩ quan quân đội cấp cao đóng vai trò cố vấn cho bộ trưởng, được gọi là tham mưu trưởng nhưng không phải là chỉ huy. Chỉ các lãnh đạo phụ trách lực lượng chiến đấu mới là chỉ huy và chỉ có bộ trưởng mới có quyền ra lệnh cho các chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu ứng cử viên có tầm nhìn về chính trị người đứng đầu lầu năm góc phải biết cách xây dựng chiến lược quốc phòng của Mỹ một cách toàn diện, bao gồm về chính trị, xã hội và kinh tế, không chỉ về quân sự. Việc bổ nhiệm một quan chức dân sự làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn ngăn chặn lầu năm góc thiên vị đối với một nhánh quân sự này hơn các nhánh khác. Cuối cùng và quan trọng nhất, việc bổ nhiệm một bộ trưởng Bộ Quốc phòng dân sự sẽ củng cố lòng tin vào Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và hiến pháp Mỹ. Với rất nhiều người Mỹ hiện cảm thấy bị giới chính trị ra bỏ mặc sẽ là không khôn ngoan nếu làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt lòng tin, ngày càng tăng giữa công chúng và quân đội. Ngoài ra còn đóng vai trò đối trọng với ảnh hưởng của Tổng thống Yên trưởng Liên Quân đối với các quyết định của Tổng thống. Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ đang gấp rút phê chuẩn các thẩm phán do Tổng thống Biden đề cử trước khi ông Donald Trump chính thức lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1 tới. Trước thời điểm Đảng Cộng hòa tiếp quản Thượng Viện ngày 3 tháng 1 năm 2025, ngày 12 tháng 11, cơ quan này đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn một ứng cử viên thẩm phán, cựu công tố viên April Perry. Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên được bỏ phiếu kể từ sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 51-44, chấp thuận bà Perry làm thẩm phán tòa liên bang quận tại Illinois. Hiện còn 30 ứng cử viên thẩm phán do ông Biden đề cử đang chờ Thượng viện phê chuẩn. Trong đó, 16 người đã được Ủy ban Tư pháp Thượng viện thẩm định và đang chờ bỏ phiếu tại phiên toàn thể. 14 người còn lại đang chờ ủy ban xem xét. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẽ cố gắng thông qua càng nhiều đề cử càng tốt. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã bổ nhiệm được 234 thẩm phán, con số cao thứ hai trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ. Điều này giúp ngành tư pháp nghiêng về phía bảo thủ, đặc biệt là việc tạo ra đa số 6-3 theo khuynh hướng bảo thủ tại tòa án tối cao với 3 người do bổ nhiệm. Đương kim Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm nhiều thẩm phán theo khuynh hướng tự do. Kể từ khi nhậm chức năm 2021, Thượng viện đã phê chuẩn 214 ứng cử viên của ông, trong đó có thẩm phán tòa án tối cao Kentaji Brown Jackson. Khoảng 2 phần 3 số này là phụ nữ và cùng tỷ lệ đó thuộc các nhóm dân tộc thiểu số. Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đang chịu áp lực phải nhanh chóng phê chuẩn các ứng cử viên còn lại, cùng với bất kỳ đề cử mới nào của Tổng thống Biden trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ. Số ứng cử viên mà Đảng Dân Chủ còn có thể phê duyệt vẫn còn là dấu hỏi. Gần đây trên mạng xã hội, ông Donald Trump đã kêu gọi Thượng viện ngừng thông qua các đề cử của ông Biden tỷ phú Elon Musk, người ủng hộ ông Trump, viết trên mạng xã hội rằng các ứng cử viên thẩm phán theo chủ nghĩa hành động là không tốt cho đất nước. Ông Mike Davis, đồng minh của ông Trump tại nhóm vận động tư pháp bảo thủ, Article 3 Project cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống mọi bổ nhiệm tư pháp cho đến tháng 1 năm sau. Tận dụng việc cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử lần thứ hai, hãng du thuyền Villa, Villa đã tung ra các gói đi trốn dành cho người nhiều tiền và thừa thời gian, muốn tránh xa sự xô bồ của giao thông, sự đơn điệu của nhịp sống đô thị và chính trị. Cụ thể, công ty này đưa ra 4 gói để khách hàng lựa chọn, như gói bỏ qua nhiệm kỳ, kéo dài 4 năm, gói đâu cũng được trừ ở nhà, 3 năm, gói lựa chọn giữa nhiệm kỳ, 2 năm, và gói trốn khỏi hiện thực, kéo dài 1 năm trên du thuyền. Các gói dịch vụ có giá từ 40.000 đô la Mỹ, tương đương với 1 tỷ đồng Việt Nam, mức giá phòng đôi cho 4 năm lên đến 160.000 đô la Mỹ, tương đương với 4 tỷ đồng một người và phòng đơn là 260.000 đô la Mỹ, khoảng 6,5 tỷ đồng Việt Nam. Vé bao gồm các bữa ăn, có bia và rượu vang miễn phí trong bữa trưa và bữa tối, cũng như nhiều tiện nghi bao gồm spa và phòng thể dục. Villavai cho biết, tàu của họ có thể tiếp cận 425 cảng ở 140 quốc gia. Du thuyền phục vụ các gói trên có thể chứa tới 600 khách, hiện đang trong năm thứ hai của chuyến du ngoạn kéo dài 15 năm vòng quanh thế giới. Cuối cùng, tàu sẽ ghé thăm tất cả 7 châu lục, 13 kỳ quan thế giới và hơn 100 hòn đảo nhiệt đới. Người phát ngôn của công ty cho biết, các gói du thuyền của Vilavice không nhằm mục đích gây náo loạn chính trị, mà là cung cấp một cách thực tế để những người thất vọng với kết quả bầu cử có thể thoát khỏi thực tế. Bà Ann Arms, giám đốc bán hàng của Vilavice, nêu trong thông cáo báo chí rằng, chuyến du ngoạn của công ty mang đến một cách độc đáo duy nhất để ngắm nhìn toàn bộ thế giới với tốc độ chậm rãi nơi bạn có đủ thời gian để thực sự trải nghiệm bầu không khí văn hóa của mọi cảng. Bà nói thêm, biệt thự của bạn là phòng ngủ của bạn và con tàu là nhà của bạn. Nó sẽ đưa bạn đi khắp thế giới đến những chân trời vô tận. Hiện tại, chiếc thuyền đang đi dọc theo bờ biển phía đông Nam Mỹ với điểm dừng tiếp theo là Barbados. Nhiều người từ các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhà thầu và những người đang tìm kiếm vị trí trong chính quyền mới của ông Donald Trump nơm nơm đổ về Alago bang Florida khu nghỉ dưỡng của Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Một chính phủ mới sẽ được thành lập đằng sau những cánh cửa sang trọng tại tư dinh của ông Donald Trump. Mặc dù Tổng thống Biden vẫn sẽ nắm quyền cho đến tháng 1 năm sau, nhưng khu vực bang Florida này đã trở thành một trung tâm quyền lực chính trị khác ở Hoa Kỳ. Thống đốc bang Bắc Dakota, Dodge Burgum, người được coi là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Tiềm năng, đã có mặt trong đêm bầu cử. Cash Patel, cựu chính văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng có mặt. Ông Elon Musk thoát ẩn thoát hiện ở đây cả ngày, ăn cơm tối cùng với gia đình ông Trump và gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới với ông Trump. Tại Mạ Gò, đội ngũ an ninh khổng lồ của ông Musk còn khiết đảm hơn của ông Trump. Họ như những con cú vọ, trợn trừng mắt, soi mói bất kể chân tơ kẽ tóc nào đáng nghi để tiêu diệt ngay từ giây đầu tiên kẻ nào định giở trò với ông chủ mình. Đối với những người không được mời qua đêm tại Mạ Gò, các khách sạn và nhà hàng xung quanh West Palm Beach rất đông những người tìm việc đang tranh giành ảnh hưởng trong chính quyền mới, cũng như những người ủng hộ ăn mừng chiến thắng của ông Donald Trump. Khách sạn hầu như kín phòng, tiệm ăn Quầy ba trận cứng người. Ngay cả cựu ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy Jr, thành viên của gia đình chính trị nổi tiếng nhất nước Mỹ, cũng không có xuất ngủ tại Malaga. Ông phải nghỉ tại khách sạn The Bench Autograph Collection ở bãi biển. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn hàng loạt nhân sự bước đầu tiên để hoàn thành đội ngũ nhân viên nhà trắng và các cơ quan chủ chốt của chính phủ. Ông cũng có những bình luận với truyền thông và trên mạng xã hội nêu bật những ưu tiên của mình sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 với trọng tâm là vấn đề nhập cư và chính sách đối ngoại. Theo Đài BBC, sau khởi đầu có phần hỗn loạn ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đang đặt nền móng cho chính quyền tiếp theo với một kế hoạch rõ ràng hơn, cùng với đội ngũ sẵn sàng thực hiện kế hoạch đó. Con trai của ông Trump, Donald Jr cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng ông hy vọng sẽ tìm được những người không nghĩ rằng họ giỏi hơn cha mình và sẵn sàng ngăn chặn bất cứ ai mà ông cho rằng sẽ mang đến thảm họa. Tổng thống đắc cử đã công khai nói rằng lần này ông muốn làm mọi việc khác đi, đồng thời cho rằng sai lầm lớn nhất của ông trong chính quyền đầu tiên là tuyển dụng những người không phù hợp hoặc không trung thành. Cố vấn chính trị Susie Wallace người được ông Trump bổ nhiệm đầu tiên làm tránh văn phòng Nhà Trắng, đưa ra quan điểm những người bảo thủ đầy quyền lực ở bang Florida đã sẵn sàng sao chép lại thành công tại Nhà Trắng. Ông Trump đánh giá, việc nhân tài khắp tiểu bang đổ về đăng ký xin việc đồng như tiết rơi và vùng đất này đã trở thành pháo đài của những nhà tư tưởng bảo thủ thông minh. Họ yêu đất nước này và muốn đóng một vai trò trong việc làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Joe Grutters, từng là đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump ở Florida vào năm 2016 khi bà Sushi là chủ tịch đảng Cộng hòa Florida và hiện là nhà lập pháp bang. Ông Grotters tự mô tả mình là một người lính trận tiền trung thành. Thế giới một lần nữa phải đối mặt với cú sốc do phong cách mạnh mẽ của ông Donald Trump. So với nhiệm kỳ đầu tiên, chỉ có ông Trump mới có thể cho thế giới trải nghiệm phong cách cá nhân không mang tính thể chế. Cuộc bầu cử này còn có sự tham gia tích cực của người giàu nhất thế giới. Trong đó có chủ ngân hàng Timothy Mellon, người đã quyên góp 150 triệu đô la Mỹ cho các ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Donald Trump. Trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với nguy cơ bị cấm bởi chính phủ liên bang, chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể là phao cứu sinh cho ứng dụng này. Theo đó, ông Joe Biden đã ký một dự luật vào tháng 4 năm nay, yêu cầu Biden, công ty mẹ của TikTok, bán nền tảng này trong vòng 9 tháng. Nếu Biden không thực hiện, TikTok sẽ bị cấm từ ngày 19 tháng 1 năm 2025 một ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Tuy nhiên, Biden có thể yêu cầu gia hạn thêm 90 ngày và điều này sẽ đưa quyền quyết định vào tay ông Donald Trump. Ông Trump từng thể hiện ủng hộ lệnh cấm TikTok vào năm 2020 với quan điểm tương tự như các nhà lập pháp hai đảng hiện nay, những người đã thúc đẩy luật này. Vào thời điểm đó, ông Trump đã bày tỏ lo ngại về khả năng TikTok có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ, mặc dù không có bằng chứng công khai nào cho thấy công ty này truy cập dữ liệu của người dùng TikTok ở Mỹ, nhưng đã có bằng chứng cho thấy Biden đã truy cập dữ liệu người dùng TikTok. Tuy nhiên, ông Trump đã công khai thay đổi lập trường về TikTok vào tháng 3 năm nay. Vào thời điểm đó, ông gặp tỷ phú Jeff Yash, nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa, người sở hữu một lượng cổ phần trong Bidance. Thậm chí vào tháng 7, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump còn đưa ra tuyên bố không muốn TikTok bị cấm, kể cả khi công ty mẹ Bidance không thoái vốn tại Mỹ. Ông Trump cho biết, ông ủng hộ TikTok vì ông muốn các mạng xã hội như Facebook, Instagram ở Mỹ có sự cạnh tranh. Giờ đây, khi ông Trump sắp nhậm chức trong vài tháng tới, số phận của TikTok lại trở thành chủ đề được quan tâm. Dù nhiều chuyên gia chưa hiểu rõ liệu ông sẽ làm gì để ngăn TikTok không bị cấm ở Mỹ. Chuyên gia Ian Tang từ công ty nghiên cứu Capstone cho rằng ông Trump nên nắm quyền có thể tạo ra thuận lợi cho TikTok vì ông ủng hộ mạng xã hội này. Thế nhưng TikTok vẫn sẽ phải thay đổi về mặt cấu trúc để có thể tiếp tục hoạt động ở Mỹ. Trong khi đó, ông Alan Rosenstein, phó giáo sư tại trường luật Đại học Minnesota nhận định ông Trump có thể yêu cầu Bộ Tư pháp tạm thời chưa thực thi luật nhưng điều này sẽ đặt các công ty công nghệ như Apple và Google vào thế khó vì luật sẽ cấm các doanh nghiệp này phân phối ứng dụng TikTok tới người dùng thông qua các cửa hàng công nghệ. Dù vậy, ông Rosenstein nhận định kịch bản này vẫn khó xảy ra. Lý do là bởi hạn chót đang sắp tới gần vào trước ngày ông Trump nhậm chức, trong khi một số nhân vật được ông Trump đề cử vào các vị trí cấp cao có quan điểm khá cưng rắn với Trung Quốc, đất nước khai sinh ra mạng xã hội này. Nhìn chung, theo các chuyên gia nhận định, TikTok có thể sẽ cần một đạo luật của Quốc hội Mỹ để bãi bỏ luật đã được ông Biden ký vào tháng 4. Theo luật, ông Trump cũng có thể gia hạn thêm 3 tháng nếu chính quyền của ông tin rằng quá trình này có bước tiến đáng kể. Theo hãng tin Reuters và tờ New York Times, tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử ông Peter Hedges, người dẫn chương trình của Fox News, cựu binh từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo 1,3 triệu binh sĩ tại ngũ của Mỹ. Việc lựa chọn ông Hedges Nằm ngoài tiêu chuẩn truyền thống trong vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ông Hexeth là người ủng hộ tận tụy của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên Ông từng đứng ra bảo vệ các tương tác của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ủng hộ chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết America First nhằm rút quân đội Mỹ khỏi nước ngoài và tích cực đấu tranh bảo vệ các cựu binh bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh Ông Peter Hexeth, 44 tuổi, là người dẫn chương trình Fox Friends Weekend của Fox News và là cựu binh Mỹ từng tham gia hoạt động ở Iraq Afghanistan, Vịnh Guantanamo. Ông có bằng tốt nghiệp đại học Princeton và Harvard. Nguồn tin Fox News cho hay, ông Peter Heiset đã làm việc với họ 8 năm và chính thức chấm dứt hợp đồng từ ngày 12 tháng 11 và chương trình dẫn cuối cùng của ông là vào cuối tuần trước. Theo The Hill, mới đây cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã đưa ra những nhận định về các thành viên trong nội các mới của tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Pence nói Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi với những bổ nhiệm sớm của ông Trump. Những nhân vật như Marco Rubio, Ngoại trưởng, Tom Homan, quan chức phụ trách biên giới và Michael Wance, Cố vấn An ninh Quốc gia đều là những người sẽ phục vụ tốt cho đất nước, phục vụ tốt cho Tổng thống đắc cử. Cựu Phó Tổng thống Pence và ông Trump có mối quan hệ không mấy êm đẹp sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Trong hai năm sau đó, ông Pence đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông không có thẩm quyền phủ nhận kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bất chấp việc ông Donald Trump đã yêu cầu ông làm vậy. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ông Pence cũng không công khai sự ủng hộ đối với ông Donald Trump. Ông nói hồi tháng 3, "Tôi vô cùng tự hào về những thành tích trong nhiệm kỳ của mình, nhưng tôi có những khác biệt sâu sắc với tổng thống Trump về nhiều vấn đề." Hiện nay, ông Trump dường như đang đẩy nhanh quá trình xây dựng đội ngũ. Có lẽ đó là vì ông từng có kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, lợi thế Đảng Cộng hòa đang thắng thế ở cả thượng viện lẫn hạ viện cũng có thể giúp ông Trump dễ dàng đạt được các đề xuất nhân sự mà ít bị cản trở ở quốc hội. Có thể thấy, quá trình công bố các lựa chọn nhân sự đang diễn ra của ông Donald Trump có tổ chức hơn so với hồi năm 2016, phần lớn nhờ vào vai trò của bà Susie Wallace, người được đề cử là tránh văn phòng Nhà Trắng sau khi điều hành chiến dịch tranh cử hiệu quả. Bà Alicia Farah Griffin, cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng dưới thời ông Donald Trump và hiện là bình luận viên của kênh CNN, cũng nhận định các lựa chọn của ông Donald Trump đều là những người chắc chắn có đủ năng lực cho vị trí của họ. Bà cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt trong tốc độ và cách thức lựa chọn nhân sự lần này so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Tờ Telegraph ngày mùng 7 tháng 10 cho biết, con trai út Biden Trump là một trong những nhân tố đặc biệt giúp ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Cậu con trai 18 tuổi của ông Donald Trump đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật 2,06 m và ngoại hình rất giống người sắp trở thành Tổng thống Mỹ thứ 47 hồi trẻ là một tân sinh viên tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York. Trong chiến dịch tranh cử năm nay, Biden còn giúp ông Trump kết nối với thế hệ cử tri nam trẻ tuổi thông qua các chương trình podcast trực tuyến. Với ông Donald Trump, đây là một môi trường vô cùng lạ lẫm. Với truyền thông đại chúng, đây lại là khu vực hay bị bỏ qua. Nhưng với nam giới Mỹ trung lưu từ 18 đến 34 tuổi, các buổi podcast trực tuyến là phương án kết nối tốt nhất. Nhóm đối tượng này thường có xu hướng không đi bỏ phiếu, nhưng cách tiếp cận mới của Biden đã làm thay đổi tình hình. Theo giới quan sát, cậu con trai út của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là nhân vật tạo ra những tác động tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ đến chiến dịch tranh cử của cha mình, nổi lên như một chiến lược gia thầm lặng giúp xoay chuyển tình thế của bầu cử theo hướng có lợi cho ông. Trong một sự kiện vận động tranh cử tại bang Bắc Carolina, ông Trump từng chia sẻ về việc con trai Biden thường khuyên ông bằng những lời khuyên khéo léo, chững chạc. Lớn lên ở Nhà Trắng, Biden thường tránh xa chú ý của giới truyền thông, nhưng cuộc bầu cử này đã bộc lộ một khía cạnh mới của cậu. Ngoài ra trong một chương trình podcast của báo Politico, Jason Mueller, cố vấn cấp cao của ông Trump thừa nhận những lựa chọn vàng của Biden đã thành công khai phá sức mạnh Internet đối với chiến dịch của ông Donald Trump. Đài Fox News đưa tin, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã cùng tham dự lễ tưởng niệm cựu binh Mỹ tại nghĩa trang quốc gia Arlington, bang Virginia. Tại đây, ông Biden và bà Harris đã cùng đặt vòng hoa lên mộ của các liệt sĩ tại Nghĩa Trang. Truyền thông Mỹ cho biết, bà Harris ngồi giữa phu nhân George M. Hoffer và đệ nhất phu nhân Joe Biden, đồng thời nhận được một số tràng pháo tay khi được giới thiệu. Tổng thống Biden sau đó đã có bài phát biểu ngắn tại buổi lễ, khẳng định việc chăm lo cho các cựu binh sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng. Ông Biden phát biểu, đây là lần cuối cùng tôi đứng đây tại Arlington với tư cách tổng tư lệnh. Đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi khi được dẫn dắt, phục vụ, chăm sóc và bảo vệ các bạn, như cách các bạn đã bảo vệ chúng tôi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Phó Tổng thống Harris không phát biểu tại sự kiện này và đã trở lại thủ đô Washington DC ngay sau đó. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của bà Harris kể từ khi thừa nhận thất bại bầu cử vào ngày 6 tháng 11. Bên cạnh đó, ngày 13 tháng 11, ông Biden tiếp đoàn ông Trump tại Nhà Trắng. Cuộc gặp này là thông lệ giữa Tổng thống sắp mạng nhiệm và Tổng thống đắc cử Mỹ đánh dấu bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Đặt quyền phá thai lên hàng đầu và làm trọng tâm chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cho rằng đã tìm ra công thức chiến thắng bằng cách thu hút hàng chục triệu phụ nữ đi bỏ phiếu cho mình. Tuy nhiên, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump mới là người giành chiến thắng và chiếm ưu thế đặc biệt trong nhóm nam giới Mỹ, đặc biệt là những người đàn ông trẻ tuổi. Ông Donald Trump đã thành công trở lại Nhà Trắng như ông từng tuyên bố khi rời đi vào năm 2021. Ông giành chiến thắng chóng vánh trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris với 312 phiếu đại cử tri và hơn 74,8 triệu phiếu phổ thông. Một phần trong đó là nhóm cử tri nam giới độ tuổi từ 18 đến 29. Thanh niên thường có khuynh hướng thích tự do, nhưng điều này không gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử thiên về bảo thủ của ông Donald Trump, do ứng cử viên Đảng Cộng hòa biết cách nhắm vào chất đàn ông trong giới trẻ qua các hoạt động như thể thao đối kháng, tiền điện tử hay xuất hiện trên các chương trình podcast có đông thính giả là đàn ông. Charlie Kirk nhà hoạt động bảo thủ chuyên tập trung vào cử tri trẻ tuyên bố nếu bạn là đàn ông ở đất nước này mà không bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì bạn không phải là đàn ông. Song song với đó, thông qua những người có ảnh hưởng xã hội và người dẫn chương trình podcast nổi tiếng như Joe Rogan, chiến dịch của Đảng Cộng Hòa có thể thu hút hàng chục triệu khán giả trực tuyến trên YouTube, Instagram và TikTok. Trong thời gian giãn cách vì đại dịch COVID-19, thanh niên Mỹ đã chuyển sang theo dõi các chương trình podcast và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để giải tỏa căng thẳng và cảm thấy bớt cô đơn. Thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến phát trên mạng xã hội, cuộc trò chuyện trên podcast và các video TikTok hấp dẫn, họ thấy ông Trump giống anh hùng hơn là nhân vật phản diện. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua cũng phản ánh khả năng khai thác nỗi lo lắng ngày càng tăng của nam thanh niên Mỹ về kinh tế và địa vị xã hội khi phụ nữ ngày càng có trình độ và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn những thế hệ trước. Chính vì vậy, nhờ các bài đăng TikTok và podcast, chiến dịch của ông Donald Trump khai thác tâm trạng bất an của thanh niên, thuyết phục họ tin vào cam kết đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử của NBC cho thấy ông Trump giành chiến thắng với 54% đàn ông bỏ phiếu cho ông tăng so với mức 51% của năm 2020 nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là trong nhóm cử tri trẻ tuổi ở độ tuổi từ 18 đến 29 có tới 49% là nam giới bỏ phiếu cho ông Donald Trump phá vỡ hình tượng rằng giới trẻ thường có khuynh hướng thiên về cánh tả và ủng hộ đảng dân chủ theo hãng tin Reuters thống đốc đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo đã chọn cựu giám đốc tình báo quốc gia John Ratcliffe làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ, CIA. Ông Trump tuyên bố: "Tôi mong ông Ratcliffe sẽ trở thành người đầu tiên phục vụ ở cả hai vị trí cao nhất liên quan đến tình báo của đất nước chúng ta. Ông ấy sẽ là một chiến binh không biết sợ hãi vì quyền hiến định của tất cả người Mỹ, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia ở mức độ cao nhất và hòa bình thông qua sức mạnh." Theo một số nguồn tin, ông John Ratcliffe từng đứng đầu danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng trưởng lý. Hiện tại, ông là đồng chủ tịch Trung tâm An ninh Mỹ thuộc Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một nhóm nghiên cứu có liên hệ với ông Trump. Ông Radcliffe, một nhân vật bảo thủ từ Texas, đã giữ chức giám đốc tình báo quốc gia từ năm 2020 đến năm 2021 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông từng bị các đảng viên dân chủ và cựu quan chức tình báo cáo buộc giải mật các thông tin tình báo để ông Trump và các đồng minh Cộng hòa sử dụng tấn công các đối thủ chính trị, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden song văn phòng của ông Radcliffe đã phủ nhận điều này. Cựu luật sư Radcliffe, 59 tuổi, lần đầu tiên giành được sự tin tưởng của ông Donald Trump trong thời gian ông còn ở Quốc hội Mỹ với tư cách là một trong những người chỉ trích mạnh nhất cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller và báo cáo của ông về nỗ lực gây ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Gần đây hơn, ông Radcliffe đã giúp đội ngũ chuyển giao của Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Donald Trump James David Vance xây dựng nhóm an ninh quốc gia nếu được phê chuẩn là người đứng đầu cơ quan tình báo quyền lực nhất của Mỹ, nhiệm vụ của ông Radcliffe sẽ bao gồm việc theo dõi phân tích các mối đe dọa từ nước ngoài của CIA, điều hành các hoạt động tình báo nhạy cảm ở nước ngoài và giám sát các chiến dịch hành động bí mật. Ông cũng sẽ là một trong số ít những người được bổ nhiệm với nhiệm vụ cải tổ một nhóm cơ quan tình báo khác nhau mà ông Trump và các đồng minh cáo buộc là có khuynh hướng thiên tả. Trang RT vừa đăng tải bài viết của Fyodor Lukyanov tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, tức nước Nga trong các vấn đề toàn cầu, chủ tịch đoàn chủ tịch Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng và giám đốc nghiên cứu của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Day. Theo tác giả Lukianov, khi tranh cử, tổng thống đắc cử Mỹ đã cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng nó phản ánh mong muốn của ông. Rõ ràng tuyên bố đó là có ý thức và không nên bác bỏ ngay lập tức. Cách tiếp cận của ông Donald Trump đối với Ukraine sẽ khác với cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống mãn nhiệm Biden như thế nào và liệu ông có hiểu được sự hòa giải không? Về cách tiếp cận, sự khác biệt là rất lớn. Tổng thống Joe Biden và nhóm của ông đại diện cho một nhóm chính trị gia có quan điểm được định hình sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Sự chính nghĩa về mặt tư tưởng và đạo đức của nước Mỹ và sự vượt trội về sức mạnh không thể nghi ngờ của nước này đã xác định không chỉ khả năng mà là sự cần thiết của việc thống trị thế giới. Trong khi đó, ông Trump ủng hộ sự thay đổi trong định vị nước Mỹ thay vì tìm cách thống trị toàn cầu. Ông theo đuổi sự bảo vệ mạnh mẽ các lợi ích cụ thể của Mỹ. ưu tiên của ông sẽ được dành cho những gì mang lại lợi ích rõ ràng, có thể không phải về lâu dài mà là ngay bây giờ. Bên cạnh đó, niềm tin và sự ưu tiên của chính sách đối nội hơn đối ngoại vốn luôn là đặc điểm của những người ủng hộ ông Donald Trump và hiện đã lan rộng khắp đảng Cộng hòa sẽ đồng nghĩa với việc lựa chọn các vấn đề quốc tế mang tính chọn lọc. Việc duy trì quyền bá chủ về mặt đạo đức và chính trị của Mỹ không phải là mục đích tự thân mà là một công cụ. Trong một hệ thống ưu tiên như vậy. Ukraine sẽ mất đi vận mệnh mà họ có trong mắt những người ủng hộ trật tự tự do như thời chính quyền Biden. Ukraine sẽ trở thành quân cờ trong một ván cờ lớn hơn. Một điểm khác biệt nữa của Tổng thống đắc cử Mỹ là ngay cả những người chỉ trích ông cũng thừa nhận rằng ông không coi xung đột là một công cụ có thể chấp nhận được. Ông sẽ sử dụng sự mặc cả cứng rắn, sự phô trương sức mạnh và áp lực cưỡng ép nhưng không phải là xung đột vũ trang, mang tính hủy diệt vì điều đó đối với ông là vô nghĩa. Nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump đã đặt ra hai ví dụ về cách tiếp cận của ông đối với các cuộc xung đột khu vực, một là hiệp định Abraham, một thỏa thuận tạo điều kiện cho quan hệ chính thức giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập; thứ hai là các cuộc gặp với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh chính thức tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo tác giả Lukianov, chúng ta không thể chỉ đơn giản là áp đặt di sản của giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn sắp tới. Ông Trump đã có được một số kinh nghiệm, môi trường của ông hiện đã khác, với nhiều không gian để xoay chuyển hơn trước mặc dù vẫn không đủ cho những nhượng bộ thực sự cần thiết cho một thỏa thuận toàn diện với Moscow. Về phía Nga, việc phải giữ bình tĩnh và từ chối phản ứng với bất kỳ hành động thách thức nào sẽ mang lại lợi ích cho họ. Khách quan mà nói, tình hình đang thay đổi, nhưng giờ đây, mọi người sẽ nói về thực tế là một cơ hội đã mở ra trong một thời gian ngắn và chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội này. Trong các cuộc khủng hoảng sâu sắc như cuộc khủng hoảng Ukraine, không có giải pháp đơn giản hay lối tắt dễ dàng nào, hoặc cơ hội này là cánh cổng dẫn đến các mối quan hệ ổn định mới và không thể ép buộc mở ra nhưng sẽ cần một cách tiếp cận thận trọng hoặc đó là cánh cổng dẫn đến một cuộc đấu tranh thậm chí còn tàn khốc hơn. Trong khi thế giới đang hồi hộp chờ đợi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ định hình lại chính trường cường quốc như thế nào, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Moscow và Bắc Kinh phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là hợp tác để đối phó với sự kiềm chế của Mỹ. Mới đây, ông Shoigu và ông Vương Nghị đã gặp nhau tại Bắc Kinh. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Nga và Trung Quốc kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tuần trước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Shoigu và ông Vương Nghị thảo luận về các vấn đề an ninh quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, đạt được sự đồng thuận mới, tăng cường lòng tin lẫn nhau và nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác song phương. Các hãng thông tấn Nga đưa tin, ông Shoigu ca ngợi sự hợp tác chiến lược toàn diện cấp cao chưa từng có giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh với ông Vương Nghị sự cấp thiết của việc đối phó với chính sách kiềm chế kép do Mỹ và các đồng minh nhắm vào Nga và Trung Quốc. Ông Sergey nói trong cuộc gặp, mặc dù không phải là liên minh quân sự chính trị như những liên minh được hình thành trong chiến tranh lạnh, nhưng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta vượt trội hơn hình thức quan hệ giữa các quốc gia này. Ông Vương lưu ý rằng, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Putin đã gặp nhau 3 lần trong năm nay, đồng thời nhấn mạnh sự lãnh đạo mạnh mẽ của hai nguyên thủ và mối quan hệ chặt chẽ giữa họ mang lại cho mối quan hệ song phương Nga-Trung những lợi thế chính trị và sự bảo đảm cuối cùng. Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết thêm, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nga để tập trung vào những thay đổi trong tình hình quốc tế, duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác đa phương, cung cấp bảo đảm mạnh mẽ cho việc duy trì động lực phát triển cấp cao của quan hệ Trung Nga và cùng nhau bảo vệ sự ổn định chiến lược toàn cầu. Kể từ khi Moscow bị phương Tây cô lập và trừng phạt vì kế hoạch quân sự ở Ukraine 2 năm trước, Trung Quốc đã tăng cường quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, bao gồm quan hệ quân sự và quốc phòng. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ với Ukraine có thể thay đổi trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump và điều đó có thể tạo ra những biến số mới cho tam giác quyền lực lớn. Ông Donald Trump, người không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chỉ trích quy mô hỗ trợ tài chính và quân sự của Washington cho Kiev, đồng thời kêu gọi chấm dứt giao tranh nhanh chóng. Mặt khác, Tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ dự kiến đưa một số người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc vào chính quyền mới, như ông Mike Wans làm cố vấn an ninh quốc gia hay ông Marco Rubio giữ vị trí ngoại trưởng. Liên quan đến suy đoán nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, có thể sẽ áp dụng chiến thuật chia để trị với Trung Quốc và Nga. Chuyên gia Zhang Cheng tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải lưu ý, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với Nga không đạt được kết quả như mong đợi. Ông Zhang nói, cả Trung Quốc và Nga đều có khả năng tự quyết định và khó có thể thụ động chấp nhận các chính sách của Mỹ. Ông nói thêm, mối quan hệ Trung-Nga có động lực vốn có và sẽ không trải qua những thay đổi đáng kể cho dù Tổng thống Mỹ là ai. Ngay cả khi ông Donald Trump đưa ra những điều chỉnh, Trung Quốc vẫn có thể điều hướng chung cùng với những bên tham gia quan trọng khác như châu Âu, Ấn Độ và Trung Đông. Tờ Politico vừa qua đưa tin, đồng minh của Ukraine đã có những tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump đã chọn hạ nghị sĩ Michael làm cố vấn an ninh quốc gia và có kế hoạch chọn thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm tới. Trước đây, cả ông Rubio và ông Michael đã nhiều lần bày tỏ nghi vấn và thậm chí từng bỏ phiếu chống lại các gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, theo Politico, quyết định trên không đến từ sự thiếu ủng hộ dành cho Ukraine mà đến từ mong muốn tăng cường chi tiêu cho lực lượng bảo vệ biên giới phía nam của Mỹ. Về phần mình, ông Michael đã từng đề xuất dỡ bỏ các hạn chế về việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ của Nga, bất chấp sự ủng hộ hết mình cho Ukraine Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần phản đối đề xuất này. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rubio và Hạ nghị sĩ Michael đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ các chính sách cấm vận hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga. Đặc biệt, ông Michael cũng thường xuyên chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì chưa giải quyết triệt đề các lỗ hồng trong việc kiểm soát xuất khẩu dầu khí của Nga. Nhận xét về quyết định của ông Trump, chuyên gia đối ngoại Mỹ-Ukraine, ông Daniel David bình luận, khi ép khá bình tĩnh và khá thoải mái với các quan chức an ninh quốc gia được công bố cho đến nay, những người nói rằng Kiev lo lắng đang làm điều này vì mục đích riêng của họ và đang gây bất lợi cho Ukraine. Trong khi đó, một số nhà lập pháp tại Ukraine hy vọng rằng sự lựa chọn ông Rubio và ông Michael phát hiện rằng chính quyền Trump vẫn sẽ ủng hộ Ukraine, nhưng cũng thừa nhận rằng vẫn việc thuyết phục Mỹ chi thêm viện trợ quân sự và kinh tế cho quốc gia này cũng là một cuộc xô đột khó thắng. Đặc biệt, nhiều quan chức châu Âu cũng đặt kỳ vọng vào khả năng đàm phán hòa bình của ông Trump. Bà cựu quan chức, đồng thời là người ủng hộ Ukraine dưới chính quyền ông Trump, cũng đồng tình với quan điểm này. Chia sẻ với Politico, một quan chức nói: "Tôi nghĩ ưu tiên chính của ông ấy sẽ là nỗ lực tìm kiếm một kết quả hòa bình và công bằng." Trong một diễn biến khác, Ukraineform dẫn thông tin từ ông Ivan Novoroz, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, chia sẻ trong một chương trình phát sóng trên truyền hình rằng quân đội Nga đàn tích chữ xe bọc thép ở tiền tuyến và không sử dụng chúng mà thay vào đó chọn cách tấn công bằng bộ binh. Theo đó, ông Romanov đã chia sẻ về điểm yếu bất ngờ của quân đội Moscow và giải thích rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy một số lượng lớn xe chiến đấu bọc thép của quân đội Nga dẫn đến tình trạng thiếu hụt các thiết bị này. Mặc dù Nga đang cố gắng sửa chữa các mẫu xe cũ, nhưng quá trình này chậm hơn tốc độ các thiết giáp bị phá hủy trên lãnh thổ Ukraine. Ông Romanov đồng thời lưu ý rằng quân đội Nga hiện đang cố gắng bù đắp tổn thất về thiết giáp của họ bằng nhân lực, tích trữ đạn dược và tập trung những thiết bị còn lại vào các khu vực cụ thể. Tuy nhiên, Ngà đến nay vẫn chưa triển khai những khí tài đã tích lũy này, thay vào đó chủ yếu dựa vào các cuộc tấn công của bộ binh. Mỹ vừa qua đã chính thức khai trương căn cứ phòng không mới ở miền Bắc Ba Lan. Trong bối cảnh Ba Lan muốn chấn an người dân rằng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại, Đại Tây Dương, NATO, đảm bảo an ninh cho họ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Căn cứ nằm ở thị trấn Rezikovo, gần bờ biển Baltic, được triển khai xây dựng từ những năm 2000. Ba Lan cho rằng đây là biểu tượng cho thấy liên minh quân sự với Mỹ vẫn vững chắc, bất kể ai nắm quyền tại Nhà Trắng. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski nói trong video đăng trên X cho rằng mất một thời gian nhưng việc xây dựng này chứng tỏ quyết tâm địa chiến lược của Mỹ. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, một chính trị gia bảo thủ từng nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết với ông Trump sẽ tham dự lễ khai trường căn cứ. Vừa qua ông cho biết Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gọi điện chúc mừng ngày độc lập Ba Lan. Những chỉ trích trước đây của ông Donald Trump khiến một số thành viên NATO lo ngại khi ông tuyên bố rằng dưới sự lãnh đạo của mình, Mỹ sẽ không bảo vệ các nước không chi đủ tiền cho quốc phòng. Tuy nhiên, Ba Lan cho rằng việc nước này là thành viên chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng NATO so với quy mô nền kinh tế, đồng nghĩa họ không có gì phải lo sợ. Căn cứ Mỹ tại Resjkovo có tên Aegis Ashore là một phần trong hệ thống lá chắn tên lửa rộng lớn của NATO. Theo liên minh, hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung. Các thành phần quan trọng khác của lá chắn gồm một căn cứ Aegis Ashore thứ hai ở Romania các tàu khu trục hải quân Mỹ đồn trú tại cảng Rota của Tây Ban Nha và radar cảnh báo sớm ở thị trấn Kurechik của Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức nga và Belarus cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ căn cứ của NATO và sẽ đưa yếu tố này vào kế hoạch quân sự. Từ năm 2007, khi căn cứ còn trong giai đoạn lên kế hoạch, nga đã coi đây là mối đe dọa đối với mình. NATO khẳng định lá chắn này chỉ mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, theo chuyên gia Marek Sviadzinski tại Viện nghiên cứu Politika Insight, căn cứ Reszcowo phần nào là di sản của thời kỳ trước vì nó được thiết kế nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran chứ không phải Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kuniczakamis mới đây nói rằng phạm vi của lá chắn cần được mở rộng và Ba Lan sẽ thảo luận điều này với NATO và Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ gặp Tổng thống Duda và Thủ tướng Donald Tusk tại Ba Lan vào chiều 13 tháng 11. Vừa qua, nga chỉ là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm mới thoanh thể ở China 2024. Triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất Trung Quốc năm 2024 diễn ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Theo Reuters, chiếc máy bay này là máy bay siêu thanh Su-57E, phiên bản xuất khẩu có khả năng cơ động cao. Chiếc máy bay do phi công người Nga Sergei Bodan điều khiển đã biểu diễn nhào lộn trên không tại triển lãm. Máy bay chiến đấu Su-57E được thiết kế để tránh radar và tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất, bao gồm các địa điểm phòng không. Su-57E có khả năng tàng hình, khả năng siêu cơ động, siêu hành trình, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tích hợp và khả năng tải trọng lớn. Đáng chú ý, dòng máy bay này đã chứng minh khả năng chiến đấu thực tế khi vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot, NASA MS và Iris. Điều này góp phần khẳng định tính ưu việt của Su-57E và tạo sức hút lớn đối với các chuyên gia quốc phòng cũng như các khách hàng tiềm năng tại triển lãm. Su-57E nổi bật với thiết kế động cơ kép AL-41F1 cho phép đạt tốc độ tối đa lên tới Mars 2,45, tương đương 2.600 km h cùng trần bay cao 20.000m. Đây là một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhất và cơ động nhất hiện nay, với tốc độ leo cao đạt 21.000m mỗi phút, giúp tăng cường khả năng đánh trận cho các tình huống cần phản ứng nhanh. Sải cánh dài 14m, thân máy bay dài 19,7m và diện tích cánh 78,8m2, mang lại cho Su-57E khả năng ổn định và cơ động linh hoạt trong mọi điều kiện chiến đấu. Bên cạnh đó, Su-57E còn được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng và linh hoạt, Máy bay có thể mang pháo GSH 30 1 30 mm tích hợp, hai khoang vũ khí chính cùng hai khoang phụ chất tên lửa không đối không và 6 giá treo dưới cánh cho phép mang thêm tải trọng, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều này giúp Su-57E có thể tác chiến trong nhiều kịch bản khác nhau, từ tấn công mặt đất đến không chiến. Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến cũng là một điểm mạnh của Su-57E. Với radar SH-121 AESA, máy bay có khả năng phát hiện và bám sát mục tiêu hiệu quả, ngay cả trong môi trường chiến tranh điện tử phức tạp khả năng tàng hình giúp Su-57E thực hiện nhiệm vụ thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương mà ít bị phát hiện, tạo lợi thế chiến thuật đáng kể trên chiến trường hiện đại. Cựu giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, ông Pascal Lamy nhận định, Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên giải quyết những bất đồng của họ và thành lập một mặt trận thống nhất chống lại một Donald Trump chiến thắng. Đánh giá của ông Pascal Lamy được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về tương lai của toàn cầu hóa gia tăng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với South Channel Morning Post, Ông Lammy cho biết, nhiệm kỳ tới của ông Donald Trump sẽ đặt ra thách thức không chỉ đối với Trung Quốc, mà còn đối với EU và nhiều đối tác thương mại khác. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ tăng thuế quan lên từ 60% đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với mức thuế quan chung từ 10% đến 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác tới Mỹ. Sau khi phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc năm 2018, khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc đã bị đánh thuế nhằm kiềm chế thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ và động thái này gây ra hành động trả đũa từ Bắc Kinh. Cựu lãnh đạo WTO khẳng định rằng bất kể Washington làm gì thì sự tôn trọng đối với WTO cũng sẽ thúc đẩy những nước khác duy trì hoạt động thương mại thế giới. Ông cho biết những gì Trung Quốc nên làm là trao đổi với các cường quốc thương mại lớn khác EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thiết lập một thị trường chung. Chúng ta nên xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ trong WTO. Chính sách thương mại của chính quyền Mỹ tiếp theo sẽ là yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Trung Quốc, vốn ghi nhận tốc độ tăng trưởng chứng lại trong bối cảnh phải vượt lộn với nhu cầu trong nước yếu, cuộc khủng hoảng kéo dài tại thị trường bất động sản, núi nợ của chính quyền địa phương và lòng tin của các nhà đầu tư thấp. Bên cạnh đó, khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các chính sách thuế quan mà ông cảnh báo ở thời điểm tranh cử đang khiến thế giới lo ngại, châu Âu cũng không ngoại lệ. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không hài lòng với cán cân thương mại hiện tại và khẳng định châu Âu sẽ phải trả giá đắt nếu không nhập khẩu thêm hàng hóa từ Mỹ. Bình luận viên của Reuters Gavin Maguire cho rằng Châu Âu có thể đáp trả bằng cách giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Washington, gây khó khăn cho kế hoạch tăng sản lượng dầu khí của ông Trump. Tuy nhiên, viễn cảnh này khó có thể xảy ra vì EU hiện vẫn phải phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và Washington lại là nhà cung cấp LNG lớn nhất của họ. Trong năm 2023, LNG của nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm gần 50% tổng lượng LNG nhập khẩu của lục địa già, tăng từ mức 44% của năm 2022 và 27% của năm 2021. Xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy Mỹ xuất khẩu LNG nhiều hơn sang châu Âu và mở rộng năng lực sản xuất của các dự án trong lĩnh vực này. Số liệu cho thấy nhu cầu LNG tại châu Âu tăng chậm lại trong năm nay, phần lớn do mùa đông bớt lạnh hơn và nhu cầu khí đốt giảm tại Đức khi nền kinh tế nước này đang suy giảm. Tuy nhiên, mùa đông tới sẽ là thời điểm châu Âu cần đến LNG nhiều hơn. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev của Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Kiev đánh dấu cuộc tập kích đầu tiên theo kiểu này sau 73 ngày. Theo đó, chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine đã thông báo khẩn cấp đến người dân, cảnh báo không kích đã được phát, hệ thống phòng không đang hoạt động tại thủ đô. Hãy ở trong hầm trú ẩn cho đến khi cảnh báo kết thúc. Quân đội Ukraine cho biết thêm, nhiều tên lửa phóng từ máy bay ném bom chiến lược cũng như tên lửa đạn đạo đã tấn công Kiev. Cho đến nay vẫn chưa rõ quy mô của tấn công và chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại. Theo hãng tin Ukraine, không quân Ukraine phát cảnh báo không kích sau khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95MS phóng một số tên lửa hành trình. Do nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa để có thể bị cắt khẩn cấp ở Kiev để phòng ngừa. Vào lúc 7 giờ 20 sáng ngày 13 tháng 11, tiếng nổ vang lên khắp thành phố, cảnh báo không kích cũng được phát trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đồng thời thông báo Nga đã khai hỏa tổng cộng 96 vũ khí các loại nhằm vào lãnh thổ nước này, gồm hai tên lửa phòng không S-300 hoán cải, hai tên lửa hành trình KH-101 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M cùng 90 UAV tự sát kiểu Gordon và Gobera. Cơ quan này cho hay, các đơn vị phòng không đã bắn hạ hai tên lửa KH-101, hai tên lửa Iskander M và 37 UAV tại khu vực Kiev cùng 7 tỉnh khác. 47 phi cơ bay lạc và mất dấu, hai máy bay di chuyển về lãnh thổ Nga và Belarus, hai chiếc vẫn còn ở trên không. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Ukraine cho thấy cột khói lớn bốc cao trên bầu trời thủ đô Ukraine. Kể từ mùng 1 tháng 9, thủ đô Kiev của Ukraine chỉ có duy nhất một đêm không đối mặt với các cuộc tấn công UAV từ Nga, đó là vào ngày 14 tháng 10. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của tháng 11, tiếng còi báo động không kích đã vang lên 43 tiếng. Điều này chỉ là một dấu hiệu cho thấy khả năng Nga đang tiến hành tấn công hết tốc lực, ngay cả khi Ukraine đang đối mặt với tương lai đầy bất định liên quan đến sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu. Các thành phố Kharkov, Zaporizhia và Odessa cũng đang đối mặt với cuộc tấn công tên lửa và UAV thường xuyên trong những tuần gần đây. Đêm 9 tháng 11, phòng không Ukraine phát hiện số lượng kỷ lục 145 UAV lao tới. Các cuộc tấn công liên tục dường như đang làm suy giảm tinh thần chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Video: Drone bám đuổi và tìm cách lao vào trực thăng vũ trang Mi-24 Ukraine nhưng đợt tập kích không thành công. Sự việc thú vị diễn ra ở khu vực Vremesky, khi kíp điều khiển phát hiện trực thăng Mi-24 Ukraine và cho thiết bị bay không người lái drone hướng thẳng tới chúng. Kênh Telegram Kiri Fyodorov của Nga cũng cho biết khi đề cập mặt trận gần làng Makarovka ở phía nam tỉnh Donetsk mà Nga kiểm soát. Trong video, drone di chuyển trên cao phát hiện biên đội Mi-24 Ukraine bay thấp và đang phóng rocket về vị trí của Nga. Kíp điều khiển cho drone hạ độ cao và nhanh chóng bám đuổi trực thăng Ukraine cố gắng lao vào phi cơ bài sau. Đoạn cuối video liên tục bị nhiễu và gián đoạn, có thể do tín hiệu vô tuyến bị suy giảm vì khoảng cách xa hoặc xuất hiện vật cản giữa người điều khiển và drone. Những cảnh ảnh cuối cùng cho thấy drone bị mất lái và không lao trúng mục tiêu, nhiều khả năng do luồng gió mạnh từ cánh quạt chính của trực thăng đã thổi bay chiếc drone có khối lượng nhẹ. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nga cũng vừa công bố video cho thấy drone của nước này bay thấp dọc theo con đường đất, luôn giữa các hàng cây trơ trụi và dưới được dây điện. Sau đó, drone phát hiện xe tăng đang ẩn nấp và được ngụy trang bằng cách cắt các cành cây khô. Mặt trước, xe tăng lắp nhiều khối phản giáp ứng nổ Contact-1 do Liên Xô tế tạo. Trong khi phần lớn tháp pháo được bọc lưới thép chuyên đối phó drone. Drone Nga lao vào vị trí phía sau tháp pháo, nơi đặt khoang chiếu đạn và không có lưới bảo vệ. Tín hiệu video bị cắt sau khi đầu nổ trên drone kích hoạt, chưa rõ kết quả của đòn đánh. Hồi tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tăng số drone sản xuất trong năm 2024 gấp 10 lần con số 140.000 để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy tầm quan trọng của drone đối với việc chiến tranh hiện đại, từ việc tấn công cho đến thu thập thông tin tình báo. Cả Nga và Ukraine đều mua máy bay không người lái ở nước ngoài và tăng cường sản xuất trong nước. Đây được đánh giá là công cụ giá rẻ nhưng hiệu quả khi có thể gây thiệt hại lớn. Theo ông Putin, Nga đang đạt được những tiến bộ liên tục trong công nghệ drone và cũng cần phát triển hệ thống phòng thủ để bắn hạ các drone của Ukraine. Báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho rằng tổng cộng 50.000 quân, gồm cả lính Nga và Triều Tiên, đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở vùng Kursk. Mục tiêu là nhằm giành lại những phần lãnh thổ mà lực lượng Ukraine kiểm soát tại đây trong 3 tháng qua. Theo tờ Korean Times của Hàn Quốc, chính phủ Mỹ tuyên bố các nhóm quân Triều Tiên được triển khai tới tỉnh Kursk của Nga đã bắt đầu giao chiến chống lại lực lượng vũ trang Ukraine tại đây. Theo một quan chức an ninh Ukraine, lực lượng Triều Tiên đã được chia làm hai nhóm, một đơn vị tấn công và một đơn vị hỗ trợ nhằm giúp Nga đảm bảo an ninh bên trong các địa bàn đã giành lại được từ tay Ukraine. Sau đó, phát ngôn viên của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, bà Anastasia Blitschik thông báo lực lượng Nga Triều Tiên đã phát động nhiều đợt tấn công vào Kursk trong một ngày. Bà Blitschik nói họ đã tấn công bằng một lực lượng với quy mô tiểu đoàn, nhưng lưu ý quân đội Ukraine đã phá hủy các phương tiện cũng như trang thiết bị của Nga, đánh dấu một ngày đen tối đối với Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận quân đội Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn lực lượng 50.000 quân Nga-Triều Tiên tại Kursk. Nói với New York Times, các quan chức Mỹ tin rằng quân đội Ukraine sẽ khó bị đánh bật và quân đội Nga-Triều Tiên có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề, tương tự như những gì Nga phải hứng chịu ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, nếu giành được động lực, Nga có thể không dừng lại ở việc đánh bật quân Ukraine ra khỏi biên giới, mà có thể tìm cách đẩy lùi họ ra xa hơn nữa. Giới quan chức Mỹ hiện chưa rõ liệu chính phủ Triều Tiên sẽ cho phép lực lượng của họ tiến hành các hoạt động kéo dài ở Ukraine hay chỉ tham gia các cuộc phản công tại Kursk. Một số quan chức dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ ra lệnh cho quân đội của mình chỉ dừng lại ở biên giới Nga, trong khi quân đội Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Bên cạnh đó, Washington cũng không rõ liệu Triều Tiên có gửi thêm quân tiếp viện hay không. Một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng tình báo Ukraine dự đoán Triều Tiên có thể gửi tới Nga 100.000 quân. Một số báo cáo cho biết bộ binh và lính rủ Nga đã tấn công các vị trí Ukraine chiếm giữ ở Kursk theo nhiều đợt, quyết tâm giành lại lãnh thổ. Ông Vadim người phát ngôn nhóm tác chiến chiến thuật Siversk của Ukraine cho rằng quân đội Nga được sự hỗ trợ của binh sĩ Triều Tiên đang tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine từ 10 đến 15 phút mỗi lần. Theo Minis, các cuộc tấn công này nhằm mục đích đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Các lữ đoàn Ukraine đóng quân tại Kursk cũng cho biết Nga đã triển khai cả xe bọc thép và đơn vị bộ binh thực hiện cuộc tấn công liên tiếp. Ông Minis cho biết thêm, ở giai đoạn đầu, Nga thường triển khai xe bọc thép, nhưng sau đó, Moscow chuyển sang điều động nhóm bộ binh sau khi những chiếc xe này bị phá hủy. Quan chức này nhận định, việc tấn công với tần suất cao cho thấy Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu của họ. Tình báo Ukraine suy đoán, Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công rộng hơn trong khu vực, có khả năng tiến xa hơn về phía tây hướng tới Sumy. Điều này cho phép Moscow giành lại các vị trí có tầm quan trọng về mặt chiến lược trước khi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có thể được thiết lập. Ngoài ra, Moscow cũng có thể sử dụng cuộc phản công Kursk để tạo đà và tiến vào vùng Sumy, đông bắc Ukraine. Ukraine mới đây vừa bất ngờ tiết lộ từ huyệt của Nga giữa lúc tình hình giao tranh trên chiến trường vẫn rất ác liệt. Urinform dẫn thông tin từ ông Ivan Romanov, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, chia sẻ trong một quá trình phát sóng trên truyền hình rằng quân đội Nga đang tích trữ xe bọc thép ở tiên tuyến và không sử dụng chúng mà thay vào đó chọn cách tấn công bằng bộ binh. Ông Romanov giải thích về điểm yếu bất ngờ của Nga Lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy một số lượng lớn xe chiến đấu bọc thép của quân đội Nga, dẫn đến tình trạng thiếu hụt các thiết bị này. Dù Nga đang cố gắng sửa chữa các mẫu xe cũ, nhưng quá trình này chậm hơn tốc độ các thiết giáp bị phá hủy trên lãnh thổ Ukraine. Ông Romanov đồng thời lưu ý rằng quân đội Nga hiện đang cố gắng bù đắp tổn thất về thiết giáp của họ bằng nhân lực, tích trữ đạn dược và tập trung những thiết bị còn lại vào các khu vực cụ thể. Tuy nhiên, Nga đến nay vẫn chưa triển khai những khí tài đã tích lũy này, thay vào đó chủ yếu dựa vào các cuộc tấn công của bộ binh ông Romanov nhấn mạnh, họ đang chăm sóc thiết bị của mình, không giống như quân nhân của họ. Đại diện của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv cũng báo cáo lực lượng Nga vẫn tiếp tục sử dụng bom dẫn đường trên không chống lại các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến. Trong khi đó, ở chiến trường theo hướng Bắc Donetsk, cơ quan biên phòng Ukraine cho biết, một cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị chặn lại bởi các binh sĩ của lữ đoàn Pomstar, phối hợp cùng lữ đoàn tấn công vùng núi số 10 mang tên Edelweiss. Bộ chỉ huy Nga đã cử một nhóm thiết giáp với xe bọc thép chở quân và bộ binh do xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Prorif chỉ huy để thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, trên đường tới các vị trí của Ukraine, đoàn xe thiết giáp nói trên đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Sau khi phương tiện cơ giới chúng đoàn tấn công, bộ binh Nga phải thoát ly khỏi xe bọc thép và bắt đầu rút lui ồ ạt. Gần như ngay lập tức, binh sĩ Ukraine đã cử máy bay không người lái mang đạn dược đến phá hủy các thiết bị Nga bị bỏ rơi. Hiện, trên toàn chiến tuyến, Nga vẫn liên tục tổ chức các hoạt động tấn công nhằm phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở nhiều khu vực. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cũng thừa nhận tình hình dọc theo toàn bộ chiến tuyến vẫn còn khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky cũng đã chia sẻ về tình hình khó khăn của Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng vũ trang Mỹ tại châu Âu, đồng thời là tư lệnh tối cao đồng minh châu Âu. Trong 17 tháng kể từ khi Ukraine triển khai những chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, do Mỹ sản xuất dọc tiền tuyến, Nga đã chiếm được ít nhất 5 trong số những phương tiện nặng 30 tấn này. Hiện nay, Nga đang sử dụng một trong năm chiếc Bradley thu giữ được để chống lại Ukraine. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội tuần này cho thấy một chiếc M2 cũ của Ukraine đã được cải tiến đang phục vụ trong lữ đoàn súng trường cơ giới số 30 của quân đội Nga. Lữ đoàn này là một phần của quân đội Nga đang tấn công qua các đống đổ nát của Silidove ở phía đông Ukraine nhằm vào thành phố pháo đài Pokrovsk, điểm neo của tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại Donetsk. Lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine, một trong hai đơn vị điều khiển hàng trăm xe chiến đấu M2 mà chính quyền tổng thống Biden hỗ trợ Ukraine, đã chiến đấu ở Selidov trước khi tạm nghỉ một thời gian ngắn và sau đó tái triển khai đến khu vực Kursk ở miền tây nước Nga vào tháng trước. Trong khi đó, ở Selidov, lữ đoàn cơ giới số 47 đã tổn thất một chiếc M2. Quân đội Nga đã chiếm được những chiếc Bradley tương đối nguyên vẹn cũng như những chiếc Bradley bị phá hủy có thể dùng làm nguồn cung cấp phụ thùng thay thế. Do những chiếc M2 không tương thích rộng rãi với các phương tiện do Nga sản xuất, nên việc tháo dỡ các bộ phận là cách duy nhất để quân đội Nga có thể bảo dưỡng những chiếc Bradley đã chiếm được. Lữ đoàn súng trường cơ giới số 30 đã cải tiến các phương tiện M2 của mình bằng lồng ngụy trang gắn trên nóc, cải thiện khả năng bảo vệ nó khỏi một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Ukraine, đó là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất có khả năng phát nổ. Nga dự định trang bị vũ khí cho chiếc Bradley mà họ đã thu giữ được như thế nào vẫn chưa rõ. M2 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 25mm với độ chính xác cao và bệ phóng cho một cặp tên lửa chống tăng TOW kép. Ông Mark Halin, một vị tướng lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, người từng chỉ huy một chiếc Bradley trong chiến dịch bão táp Sa Mạc năm 1991, giải thích: Bradley không phải là xe tăng, nhưng nó có thể là sát thủ diệt tăng. Hiện vẫn chưa rõ, nga đã thu giữ được đủ đạn cỡ nòng 25 mm và tên lửa TOW kép để giữ cho M2 hoạt động trong một vài cuộc giao tranh ngắn hay chưa, nhưng ngay cả khi lữ đoàn Súng trường cơ giới số 30 chỉ triển khai những chiếc M2 cũ của những năm 2000 làm xe cứu thương không vũ trang thì nó cũng đại diện cho sự cải tiến so với các phương tiện chiến đấu BMP hiện có của lữ đoàn. Trong khi BMP thường được biết tới là có lớp giáp mỏng và dễ phát nổ khi bị tấn công thì M2 lại được biết đến với sự kiên cường và bền bỉ. Trung úy Mykola Menik của quân đội Ukraine cho biết sau khi bị mất một chân khi điều khiển một chiếc M2 trong cuộc giao tranh năm ngoái rằng một chiếc Bradley có thể bị bắn trúng nhưng những người trong đó vẫn sống sót. Theo reporter, quân đội Nga đã tấn công khu vực tập trung của tiểu đoàn máy bay không người lái UAV thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 41 của lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Yonkovka, vùng Sumy, sau khi họ nhận được thông tin tình báo có liên quan từ máy bay không người lái. Theo quân đội Nga, sau cuộc tấn công đầu tiên của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M, 4 bệ phóng loại container, 23 xe địa hình, 7 xe chiến đấu bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy và hơn 100 tay súng đã thiệt mạng. Ngay khi các binh sĩ của chế độ Kiev hồi phục tinh thần sau cú sốc ban đầu, họ lại bị tấn công tiếp. Lần này, quân đội Nga đã sử dụng MLRS BM-30 Schmerz để bắn đạn có gắn đầu đạn chùm vào mục tiêu. Hậu quả là thêm 5 xe địa hình và 2 xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy. Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa iskander có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Đạn tên lửa iskander nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 tới 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander M thường mang theo hai đạn tên lửa. Trong khi đó, BM-30 Schmerz, mã định danh GRAU 9K58 Schmerz hoặc 9A52-2 Smech M là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của Nga, được thiết kế vào đầu những năm 1980 và đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1988. Xe phóng của BM-30 Smech được lắp đặt 12 ống phóng. Dựa trên khung gầm xe tải bánh lốp MAZ 543M 8x8. Bệ phóng có tổ lái 4 người và có khả năng bắn phát một hoặc bắn loạt. Một đơn vị Smech thường bao gồm 6 bệ phóng và 6 bộ nạp. Xe được thiết kế với trọng lượng 43,7 tấn chiều dài 12,37 m, chiều rộng 3,1 m, chiều cao 3,1 m. Xe sử dụng động cơ diesel D12A 525, công suất 525 mã lực, cho phép nó di chuyển với vận tốc 60 km/h, tầm hoạt động 850 km. Súng bắn tên lửa 300 mm 9M55K được trang bị động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn. Tầm bắn của hệ thống vũ khí là từ 20 km đến 70 km. Nó có thể đạt tối đa 90 km khi sử dụng đạn 9M528. Theo Army Recognition, việc xuất hiện pháo tự hành 2 s 43 màn 152mm của Nga ở vùng Kursk, gần biên giới Ukraine, được chia sẻ qua một video trên mạng xã hội Ukraine mới đây, đã thu hút sự chú ý của giới quan sát. Pháo tự hành này, với hệ thống bánh lốp BAZ-66102 Vochina 8 x 8 là minh chứng cho chiến lược đầu tư mạnh mẽ của Nga vào các hệ thống pháo binh hiện đại. 2S43 Manva không chỉ có khả năng động cơ cao, mà còn sở hữu sức mạnh hỏa lực lớn, được thiết kế để phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự, từ trung tâm chỉ huy, vị trí kiên cố đến cơ sở phòng không, phục vụ đắc lực cho Nga trong chiến sự Nga-Ukraine. Màn và có tốc độ bắn vượt hơn 7 viên mỗi phút, tầm bắn đạt hơn 24 km, cùng chế độ đột kích hỏa lực đồng thời cho phép phóng nhiều đạn pháo với tốc độ và quỹ đạo khác nhau, tạo ra sức mạnh tập trung vào mục tiêu. Điều này giúp hệ thống dễ dàng hạ gục các vị trí phòng thủ của Ukraine, hỗ trợ lực lượng mặt đất Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường. Theo Giám đốc Công nghiệp Tổ hợp Vũ khí của Rostec, ông Bekhan các nhà phát triển đã đặt sự an toàn của binh sĩ Nga lên hàng đầu, do đó việc chế tạo Manva chủ yếu tập trung vào việc chế tạo khung gầm xe. Nhờ khung gầm cơ động, pháo có thể nhanh chóng triển khai cũng như rời khỏi vị trí bắn, điều này rất quan trọng trong một cuộc chiến phản công. Bên cạnh đó, 2S43 Manva được Nga phát triển để cạnh tranh với các hệ thống pháo tự hành bánh lớp tiên tiến như CESA của Pháp và Bodana của Ukraine. Tính năng vượt trội của quái vật bánh lốp Manva nằm ở các hệ thống nhắm mục tiêu, kỹ thuật số, giúp cải thiện độ chính xác, mang lại cho Nga lợi thế trong việc kiềm chế các biện pháp phòng thủ của Ukraine. Kể từ khi được đưa vào sử dụng từ tháng 1 2024, Manva đã hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng Nga tại tiền tuyến, cung cấp hỏa lực tập trung, duy trì sự an toàn cho kíp lái từ khoảng cách xa. Việc triển khai 2 S43 Manva cùng với Kratia SV phản ánh nỗ lực của Nga trong việc nâng cao chiến thuật pháo binh, ưu tiên tính cơ động, chính xác và triển khai nhanh. hai xe chiến đấu binh M2 Bradley của Ukraine tấn công vị trí phòng thủ của Nga ở Kursk và sống sót khó tin dù bị hỏa lực đối phương liên tiếp đáp trả. Theo Newsweek, một đoạn video được đăng trên Telegram cho thấy lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã sử dụng các xe chiến đấu bộ binh IFV Bradley để cắt một hàng cây của Nga và không bị phá hủy sau vụ tấn công từ súng phóng lựu và máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga. Sau đó, rút lui thành công Bảo toàn được xe và kíp lái giàu kinh nghiệm. Trong video, hai chiếc Bradley dường như đã chứng minh được sức bền dù chịu đòn tấn công trực tiếp từ súng phóng lựu và FPV của Nga, trước khi rút lui thành công mà không có báo cáo thiệt hại nghiêm trọng hoặc mất mát về người. Cũng trong diễn biến liên quan, mới đây trên chiến trường Košker, trong chiến dịch tấn công, một máy bay không người lái FPV của Nga đã lao vào một xe chiến đấu bộ binh IFV M2 Bradley, nhưng phương tiện chiến đấu đã được cứu nhờ chiếc lồng thép chống máy bay không người lái khiến chiếc FPV bị mắc kẹt. Sau đó, một quả tên lửa chống tăng ATGM đã bắn trúng phần mặt trước của chiếc IFV, nhưng phương tiện chiến đấu vẫn sống sót và tiếp tục di chuyển. Các tài liệu của Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ đã gửi hơn 300 IFV Bradley đến Ukraine cùng với 4 xe hỗ trợ. Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine là đơn vị duy nhất được biết đến sử dụng cả IFV Bradley và xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp. Dù không phải là xe bọc thép có sở hữu hỏa lực lớn, nhưng Bradley có tính cơ động cao và khả năng bảo vệ binh lính bên trong rất tốt. Hãng thông tấn nhà nước RIA trích dẫn tuyên bố từ văn phòng báo chí của hạm đội phương Bắc cho biết, tàu khu trục đồ đốc Globco của hạm đội phương Bắc đã hoàn thành hành trình qua eo biển Manche, hiện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại các khu vực được chỉ định của Đại Tây Dương. Theo các hãng thông tấn Nga, ngày 12 tháng 11, thủy thủ đoàn của đô đốc Kolobko đã trải qua một loạt các cuộc tập trận chống cực đoan, tiến hành huấn luyện đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của kẻ thù giả định. Hồi đầu tháng, văn phòng truyền thông của hạm đội phương Bắc xác nhận tàu khu trục đô đốc Kolobko thuộc Hải quân Liên bang Nga được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zikon đã khởi hành cho chuyến đi đường dài đầu tiên. Hãng tin TASS trích tuyên bố của hạm đội phương Bắc cho biết tàu khu trục đô đốc Kolobko và một tàu chở dầu hỗ trợ đã khởi hành và hướng đến đại tây dương qua biển Barents. Đây là hải trình đường dài đầu tiên của tàu khu trục đô đốc Kolobko và dự kiến kéo dài trong nhiều tháng. Tàu chiến Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau ở biển Barents, biển Bắc và biển Na Uy trước khi tiến vào eo biển Manche. Khi tàu đô đốc Kolobko và các tàu hỗ trợ đi về phía Tây qua eo biển Manche cách đây ít ngày, Hải quân Hoàng gia Anh triển khai khinh hạm Trip 23 HMS Iron News để giám sát. Việc giám sát tàu chiến Nga là nhiệm vụ thường xuyên của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu vào những năm 1950 tàu chiến Nga có quyền đi qua eo biển Manche và thường không được coi là dấu hiệu đe dọa nước Anh. Cũng theo hãng thông tấn tác, tàu đô đốc Kolobko là kinh hạm thứ ba được chế tạo cho Hải quân Nga thuộc dự án phát triển tàu chiến 22350, được coi là đại diện cho thế hệ tàu chiến mới của Nga. Tàu đô đốc Kolobko được trang bị vũ khí dẫn đường đa năng tiên tiến, có độ chính xác cao, được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ ở các vùng biển đại dương xa xôi và đã chứng tỏ năng lực hoạt động trong quá trình phục vụ Hải quân Nga kể từ khi được biên chế vào cuối năm 2023. Bộ Quốc phòng nga nhấn mạnh tàu đô đốc của Loko có khả năng phá hủy tàu biển nhờ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zikon, khẳng định vũ khí này chắc chắn xuyên thủng mọi hệ thống chống tên lửa hiện đại. Phó thủ tướng thứ nhất Ukraine, kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Yulia Sviridenko vừa thông báo nước này đang tiến gần đến việc thiết lập ba liên doanh mới với các nhà sản xuất vũ khí châu Âu. Trong tuyên bố, Phó thủ tướng Sviridenko nêu rõ. Ukraine đã thành lập năm liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, trong đó có các công ty của Đức và Litva. Một số nhà sản xuất vũ khí đã mở văn phòng tại Ukraine. Theo bà Svidenko, Ukraine hiện có thêm 3 thỏa thuận với các công ty châu Âu đang trong giai đoạn cuối để thành lập liên doanh. Tuy nhiên, bà không cung cấp chi tiết về các liên doanh mới cũng như quy mô đầu tư. Thời gian qua, công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã phát triển mạnh về quy mô, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine có thể sản xuất 4 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm và đang tăng cường sản xuất quân sự, bao gồm tên lửa và các phương tiện vận chuyển. Để duy trì đà phát triển, chính phủ đã thu hút vốn và công nghệ nước ngoài nhằm chuyển đổi ngành sản xuất vũ khí trong nước. Theo bà Svididenko, ngành sản xuất vũ khí đóng góp 1,8% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ukraine trong nửa đầu năm 2024, so với chỉ 0,3% vào năm 2021. Tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức đã mở nhà máy quốc phòng đầu tiên tại Ukraine chuyên bảo trì các phương tiện chiến đấu với kế hoạch bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bộ binh Lynx vào cuối năm nay. Trong khi đó, BAE System, Babcock của Anh, KNDS của Pháp, Đức và công ty My Defense chuyên về công nghệ chống thiết bị bay không người lái của Đan Mạch đã hợp tác với các nhà sản xuất Ukraine và thiết lập văn phòng tại địa phương. Rent Metal từng tuyên bố sẽ xây dựng 4 nhà máy trên lãnh thổ Ukraine. Về mặt tài chính, tập đoàn này được xem là một trong những bên hưởng lợi nhất từ cuộc xung đột tại Ukraine. Tập đoàn này từng tuyên bố cuộc xung đột trên đã cải thiện đáng kể hiệu quả làm ăn của công ty và tăng gần gấp đôi lợi nhuận vận hành của công ty trong nửa đầu năm 2024. Giám đốc điều hành CEO Rain Metal, ông Amin Pepperger khẳng định thêm rằng liên doanh giữa Rain Metal và các công ty Ukraine đang hoạt động hiệu quả. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội X sau khi tập đoàn Rain Metal xác nhận đã khánh thành nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên tại Ukraine rằng như đã hứa, từ trước chúng tôi rất trông chờ màn pháo hoa ăn mừng của Nga ngay tại cơ sở sản xuất này. Bài đăng trên được ông Medvedev đăng kèm video ngắn cho thấy một vụ nổ quy mô lớn, nhiều khả năng là vụ nổ do tên lửa gây ra. Tuyên bố của Medvedev một lần nữa khẳng định, Moscow sẽ nhà máy của Remetho tại Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và sẽ tìm cách tiêu diệt cơ sở này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Brussels để hội đàm với đồng minh châu Âu trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, Ngoại trưởng Blinken sẽ dừng chân tại Brussels trước khi bắt đầu chuyến thăm theo lịch trình tới Peru và Brazil. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp với quan chức NATO và Liên minh châu Âu, ông Blinken sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong hoạt động phòng thủ. Tuy nhiên, nội dung thông báo lại không nêu rõ thông điệp mà ông Blinken sẽ truyền tải. Ngoài việc cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden còn nỗ lực mở rộng NATO và tập hợp nhiều quốc gia trên khắp thế giới để cô lập Nga sau cuộc xung đột quân sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông Trump từng chỉ trích sự hỗ trợ của ông Biden dành cho Ukraine, làm dấy lên lo ngại về tương lai ủng hộ Kiev dưới sự kiểm soát của Nhà Trắng. Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Quan chức thuộc bộ máy của Tổng thống Joe Biden cho biết họ sẽ thúc đẩy triển khai đợt viện trợ phần bổ sung cho Ukraine trước khi ông Trump nhận chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 với hy vọng giúp Kyiv đẩy lùi quân đội Nga. Giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn New America và là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Anna Marie, nói công việc quan trọng nhất mà chính quyền Biden có thể làm lúc này là chuyển giao càng nhiều nhiệm vụ cho người châu Âu càng tốt. Bà Anna Marie cũng thông tin thêm, các nước châu Âu đã chuẩn bị cho khả năng ông Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ và họ muốn công khai hy vọng hợp tác với nhà lãnh đạo mới. Trong khi đó, thời báo tài chính của Anh Dẫn các nguồn tin mới đây cho biết, trước kế hoạch được trình bày hồi tháng 9 ở New York với ông Trump, khi đó còn là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Zelensky đã từng đề nghị thay thế một phần quân đội Mỹ ở châu Âu bằng binh sĩ Ukraine và cho phép Washington tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên nước này. Tổng thống Zelensky đề xuất Washington và Liên minh châu Âu-EU ký thỏa thuận đặc biệt về việc cùng bảo vệ các nguồn tài nguyên quan trọng hiện có ở Ukraine, cùng đầu tư và sử dụng tiềm năng kinh tế tương ứng. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong cuộc xung đột với Nga, quân đội Đức này đã có được kinh nghiệm sử dụng vũ khí phương Tây và phối hợp với các lực lượng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo kế hoạch của Kiev, các đơn vị Ukraine có thể thay thế một phần lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu.